Như vậy một của trận đấu đã được bắt đầu với các cầu thủ Nha Trang Dolphins là những người sẽ triển khai đợt tấn công đầu tiên. Trước mặt là Trey Harris, đang là Darren Miller và Nguyễn Văn Hùng. Pha đá bóng chính xác của Trần Đăng Khoa mang về hai điểm đầu tiên của trận đấu cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Nhiều hơn một điểm so với ngoại binh, đó là Darren Miller. Hai pha lên rổ liên tiếp, hai pha bắn rổ ở cự ly trung bình thành công của Khoa Trần. Như vậy chúng ta có thể thấy cả hai pha bắn rổ của Khoa Trần thành công của Đà Nẵng Dragons. Và đột phá rất tốt của Darren Miller đã giúp cho Đà Nẵng Dragons có được hai điểm đầu tiên ở trong trận đấu. Và chính Huỳnh Đức Quang là người mang về hai điểm cho Nha Trang Dolphins. Vẫn đang là Darren Miller thực hiện pha ném rất chính xác. Miller, và như vậy anh là người ghi tổng cả 5 điểm của Đà Nẵng Dragons kể từ đầu trận đấu. Nguyễn Văn Hùng thực hiện pha lên rổ chính xác để mang về hai điểm. Đây là tình huống phản công của các cầu thủ Nha Trang. Làm cho Harris đã ghi được 2 điểm nữa cho Nha Trang. Và đây là một tình huống phối hợp rất nhanh của các cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins. Nguyễn Hoàng Tuấn đang gặp nhiều khó khăn trước Trần Đăng Khoa. Anh vẫn đang nỗ lực thực hiện pha đá bóng và lần này thì đã giúp cho Đà Nẵng Dragons có được 2 điểm nữa. Và anh sẽ đóng góp nhiều hơn nữa những điểm số cho Đà Nẵng Dragons. Đây là Khoa Trần, pha bắn rổ từ xa. 3 điểm cho Khoa Trần. Đây một tình huống tranh bóng bật bảng nhưng anh đã phạm lỗi với một cầu thủ của Đà Nẵng. 2 điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi là tình huống ghi điểm của Chris Dicker. Tiếp tục là một pha đá bóng rất chính xác nữa của Trần Đăng Khoa. Là Minh Tê Harris đang tỏ ra hiệu quả so với những pha tranh bóng bật bảng của các cầu thủ Đà Nẵng. Và một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến một pha bắn 3 điểm rất tuyệt vời của Khoa Trần. Vẫn là Khoa Trần bắn rổ 3 điểm. Lại thêm một pha bắn 3 quá tuyệt vời nữa của Khoa Trần. Chris Dicker. Chris Dicker đang gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự trời mạnh mẽ của Nha Trang Dolphins. Điểm này thì hiệp đấu đầu tiên là hiệp đấu thuộc về các cầu thủ Nha Trang Dolphins, đặc biệt là vai trò của Trần Đăng Khoa. Và lần này là cú ném bà rất chính xác của Lamontre Harris. Harris, và bây giờ là cơ hội phá công cho cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Darren Miller, tình huống đột phá mạnh mẽ vào khu vực giữa rổ và lên rổ thành công của tình huống end quang. Điều Hoàng Minh đã tấn công nhanh của Đà Nẵng Dragons và thêm 2 điểm cho đội bóng này. Từ đầu trận đấu đến thời điểm này thì Dicker đang thi đấu khá là mờ nhạt. Và thả bóng vào rổ thành công của Darren Miller. Chuyền bóng ra ngoài. Và bắn rổ bật bảng rất tốt của số 7 số 7 bên phía Nha Trang. Lamontre Harris. Vẫn đang là Lamontre Harris. Chris Dicker. Bóng về tay của Darren Miller. Một pha bắn pha quá chuẩn xác của Darren Miller. Ghi được 21 điểm. Thanh Tùng và bắn 3 điểm rất vào tay của Phạm Thanh Tùng. Và tiến hành tấn công rất nhanh của Đà Nẵng Dragons và đó là cầu thủ Ed Quang. Phương xuống chỉ còn lại 7 điểm thôi. Thêm đợt tấn công nhanh nữa của Đà Nẵng Dragons và lại là 2 điểm của Darren Miller. Huỳnh Vĩnh Quang. Pha lên rổ rất tốt, Huỳnh Vĩnh Quang mang về thêm 2 điểm nữa cho Nha Trang Dolphins. Vẫn đang là các thủ Đà Nẵng Dragons và vừa rồi là tình huống ghi điểm của Nguyễn Văn Hùng. Triệu Hán Minh. Hoàng Tuấn bắn rổ ở góc không độ và đó là pha bắn 3 thành công của Hoàng Tuấn. Còn bây giờ chúng ta chờ đợi cái tên còn lại là Chris Dicker. Nhưng bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Một tình huống biểu diễn giữa Khoa Trần và Lamontre Harris. Triệu Hán Minh, đường truyền của Triệu Hán Minh. Hoàng Tuấn bắn 3. Lại thêm một pha bắn 3 thành công nữa của Nguyễn Hoàng Tuấn. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Lamontre Harris. Đợt tấn công này của họ vẫn còn 8 giây ném rổ. Và đó là một pha ném 3 thành công của Lamontre Harris. Vừa rồi là pha ném 3 thành công thứ 2 của Lamontre Harris. Không thể ghi được điểm. Darren Miller.
Đã có định đánh thẳng vào khu vực dưới rổ. Thì một pha ném ba thành công nào từ đầu trận đấu. Bây giờ là đợt tấn công dành cho Nha Trang Dolphins, Huỳnh Vĩnh Quang. Một pha rổ thành công, Huỳnh Vĩnh Quang mang về thêm 2 điểm cho Nha Trang Dolphins. Và bây giờ thì số điểm khoảng cách mà họ tạo ra được đã lại là con số 10. Không thực hiện pha ném ba, Trần Đăng Hiển. Daniel Miller thêm 2 điểm nữa cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Khi mà Daniel Miller đang bị kèm sát như vậy, Nguyễn Văn Hùng thêm 2 điểm cho Nguyễn Văn Hùng, thêm 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Tiếp tục thu ngắn cách biệt. Triệu Hoàng Minh, một pha phối hợp rất tốt. Khóa Trần. Daniel Miller đã áp sát. Khóa Trần vẫn qua người được và chuyển bóng ra ngoài. Tình huống bắn rổ 3 điểm. Quá tuyệt vời. Đó là pha ghi điểm rất chính xác của Huỳnh Vĩnh Quang. Triệu Minh đã không thực hiện pha ném ba mà quyết định di chuyển vào phía trong. Và có một pha rổ thành dây ném rổ Trần Đăng Hiển. Pha rổ thành công và điểm số được cân bằng 61 đều. Trần Đăng Khoa. Sau một tỏa sáng rực rỡ thì đấu thứ hai và đấu thứ ba, Trần Đăng Khoa bắt đầu mờ nhạt dần. Và đó là điều mà người hâm mộ của Nha Trang Dolphins hoàn toàn không chờ đợi. Cầu thủ khác có khả năng ném bóng tốt hơn so với Nguyễn Văn Hùng. Hồng Gia Lân. Và bắn 3 điểm của Hồng Gia Lân. Đăng Hiển theo kèo Đăng Khoa. Và Phạm Thanh Tùng đã hỗ trợ cho Trần Đăng Khoa với tình huống vừa rồi. Đây là Lamontroy Harris. Tình huống and one. Lỗi của Nguyễn Văn Hùng. Tung một cầu thủ khác vào sân để thay cho Chris Decker. Bởi khi có mặt ở trên sân thì Chris Decker cũng... Mà ngược lại thì đó còn có thể khiến cho ảnh hưởng cho chấn thương của cầu thủ này trở nên nghiêm trọng hơn. Lamontroy Harris. Và một pha thi đấu đầy nỗ lực. Trong tình thế mà Đà Nẵng Dragons đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng thì những cái pha thi đấu như vừa rồi của Văn Hùng rất đáng trân trọng. Hai cầu thủ của Nha Trang Dolphins vừa rồi, Trần Đăng Khoa và Bạch Công Trung đã phòng ngự tốt. Pha bỏ lỡ cầu rất đáng tiếc của Tuấn Nhỏ, Nguyễn Hoàng Tuấn. Nhưng Nguyễn Văn Hùng đã vừa mang về thêm 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Đường chuyền của Thanh quá đáng tiếc. Nhưng ở cơ hội thứ hai thì Darren Miller đã thành công. Đã xuất hiện ở trong đội hình của Đà Nẵng Dragons. Darren Miller thêm 2 điểm nữa cho Darren Miller và một lần nữa điểm số được cân bằng với Thanh Tâm. Và lên rổ của Khoa Trần không thành công nhưng đã có Harris và anh đã tận dụng tốt tình huống rebound của mình. Dolphins đối mặt với Đà Nẵng Dragons. Trần Đăng Khoa lên rổ và mang về thêm 2 điểm cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Vì phải quá vội vàng, không vì gì phải đẩy tốc độ và tấn công này lên quá cao. Lamontroy Harris ném bóng rất chính xác. Vẫn là Thanh Tâm. Đường truyền cho Văn Hùng. Khoảng trống rất lớn để cho Hoàng Tuấn thực hiện pha bắt đầu 3 điểm. Quá tuyệt vời. Tình huống bắn và chuẩn xác của Hoàng Tuấn rất cần thiết. Xuất hiện rất đúng lúc. Pha cướp bóng tốt rồi cho Thanh Tâm. Và bây giờ thì khoảng cách giai đội còn lại 1 điểm thôi. Lamontroy Harris. Tình huống tấn công rất tốt của Harris. Anh vẫn đang tỏ ra rất hiệu quả trong những tình huống tấn công vào khu vực dưới rổ của đối phương. Vẫn đang là cao thủ Nha Trang Dolphins. Nhưng đã hết 24 giây. Chúng ta hãy xem trọng tài xác định đã có 2 điểm cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Vẫn có 2 điểm cho Nha Trang Dolphins ở tình huống vừa rồi. Và ngay lập tức thì Đà Nẵng Dragons cũng đáp trả với một tình huống tấn công ghi được 2 điểm. Sự truy cản của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đường chuyền. Phạm, đó là số 5 Mai Phước Thịnh đã ghi được 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons và thu ngắn cách biệt còn 1 điểm mà thôi. Khoa Trần. Và qua người rất đẹp và đường chuyền rất đẹp mắt của Khoa Trần. Những cái điểm xuyến để giúp anh nhiều khả năng sẽ giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này. Như vậy là cả hai cầu thủ của cả hai đội đều đã chủ động dừng bóng. Và trận đấu như vậy đã kết thúc với số điểm 94-87 nghiêng về phía Nha Trang Dolphins.